Dạ Linh. Chào em. Trời ơi dễ thương quá. Ngồi đi để qua đây. Linh ơi cái này sao có không khí Tết quá Linh. Không khí của lễ hội. Bên nhà trai sẵn vậy giới thiệu luôn đi. Giới thiệu luôn đi em. Gặp em là thấy có niềm vui, có lễ hội rồi đó, có sự may mắn rồi đó. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Bạn nữ và gia đình bạn nữ cùng khán giả đang xem hình, một lời chào trân trọng nhất. Em tên là Võ Thanh Sang. Năm nay em 36 tuổi. Hiện đang là trưởng đoàn lân sư Rồng Sang Anh Đường. Đây là một cái đội lân cũng rất là nổi tiếng nha, phục vụ rất nhiều lễ hội luôn đó. Em đội trưởng luôn hả? Dạ em trưởng đoàn. Rồi còn em, giới thiệu liền cưng. Dạ em xin chào chị Hồng Vân. Chào anh Quyền Linh. Rồi, anh ngồi kế bên em ạ. Và tất cả mọi người đang có mặt tại trường quay của ngày hôm nay ạ. Em tên là Ngọc Lan. Tên đầy đủ của em là Trịnh Thị Ngọc Lan. Em 33 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng tại một công ty ở huyện Bình Chánh ạ. Rồi cái điểm mạnh của em là gì nè? Dạ thì điểm mạnh của em là em cũng dễ hòa đồng với mọi người. Trong công việc thì em luôn cố gắng hết sức mình trong công việc của em. Và em cố gắng hoàn tất những công việc mà em đang còn lỡ dở chị. Điểm yếu của em, cái khuyết điểm dạ, á? Điểm yếu của em là em hơi khó tánh ạ. Đối với bạn bè xung quanh mình có khó tánh không? Dạ cũng chút xíu ạ. Cũng chút xíu luôn. Rồi mai mốt mình có chồng khó tánh với chồng không? Dạ chắc không chị. À không hả? Chỉ dễ riêng với chồng là dễ tánh thôi hả? Dễ gì không, chắc cũng có chút xíu luôn. Rồi mà em trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ ưu điểm của em là hòa đồng, vui tính, em không biết hút thuốc và không thích nhậu nhẹt. Tốt. Khuyết điểm? Dạ khuyết điểm của em là có phần quan tâm với bạn của mình hơi thái quá chút xíu. Quan tâm mà thấy thái quá luôn. Dạ tức là đi đâu cũng hỏi làm gì, sức khỏe làm sao, ăn uống làm sao, ngủ làm sao, tắm làm sao, rồi không, đi chơi không, không bỏ cái phần tắm anh. Cái phần kia anh nói đúng rồi. Chỉ bỏ phần tắm thôi hả? Phần tắm là em không có hỏi. Còn tất cả mọi thứ đều quan tâm đúng không? Dạ gần như quan tâm. Ủa em lập đội lân này lâu chưa? Dạ em lập đội lân được tổng cộng là 4 năm rồi. 4 năm rồi. Em học võ múa lân này từ năm 11 tuổi. Múa lân có võ nữa hả? Dạ có môn võ để mà phối hợp để làm những cái mã bộ của lân. Rồi. Cái cuộc sống với cái nghề nghiệp của mình là em có đủ sống không? Dạ, cái nghề múa lân này cũng tạm ổn. Về sau này nó phát triển thành bộ môn thể thao á. Nó hoạt động nhiều với công ty sự kiện cho nên cũng đúng rồi. Múa lân hiện nay là một trong những bộ môn mà có thể tất cả sự kiện, hội nghị, lễ hội ai cũng mời múa lân hết trơn. Làm ăn được lắm à. Để em nghe em phấn khởi không em? Dạ, thì nếu mà nói về múa lân thì nó hẳn ra là mẹ em là người Hoa. Mẹ em cũng thích múa lân đúng không? Dạ. Em có thích múa lân không? Dạ, em cũng thường xem chị. Vậy hả? Em có nghĩ là sau này chồng của em sẽ là nghề múa lân không? Dạ, em cũng hy vọng cũng được tốt chị. Ồ, vậy đó hả? Còn cái đường tình duyên của em sao nè? Dạ, thì tình duyên của em cũng quen được 2-3 mối tình chị. Thì mối tình gần đây thì em cũng quen được 3 năm. Nhưng mà sau này là em chia tay là vì anh đó có quen người khác chị. Anh đó có người thứ ba? Dạ, đúng rồi. Và cái chia tay bao lâu rồi? Dạ cũng được năm chị. Được một năm rồi, tại sao em lại rơm rớm nước mắt như thế này? Em còn nhớ người ta hay là em vì tự ái em hận, em giận? Dạ em giận chị. Em còn thương người ta không? Dạ khi mà em tham gia chương trình này là khi đó là em muốn có một cái tương lai khác chị. Khi mà em và anh chia tay á thì em nghĩ là nếu mà mình không có duyên thì có thể là giống như là mỗi người tìm cho mỗi cho mình một cái cuộc sống riêng chị, một cuộc sống riêng, hạnh phúc riêng chị. Có nghĩa là em đã dứt khoát tư tưởng rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Khi mình tham gia chương trình này có nghĩa là cuộc đời mình có một cái trang mới hoàn toàn. Mình không nghĩ gì đến quá khứ nữa. Dạ. Đúng không nè? Dạ đúng rồi chị. Rồi còn bên kia, bên đàn trai ơi. Đường tình duyên của em sao đó? Dạ em cũng được 2 mối tình rồi. 2 mối rồi hả? Dạ mối tình đầu tiên của em là 3 năm. Nhưng vì còn hơi trẻ nên cũng có lúc hiếu suy nghĩ. Không có được... chín chắn hả? Chín chắn, dạ. Còn mối tình thứ hai là 5 năm em cũng bị vướng người thứ ba. Cho nên vướng là... cái người thứ ba là em vướng hay là cái bạn dạ, gái em vướng? Dạ bạn nữ vướng trong chỗ làm cho nên là em cũng xin rút. Vậy là hai người đều có người thứ ba xuất hiện hết. Cố gắng giờ mình có 2 người thôi nha. Chuyện 2 người thôi đừng có chuyện 3 người nha. Dạ. Kìa. Đó, chị em rồi. Tôi. Em chào chị. Em tôi. Ủa vậy hả?
Dạ. Tôi nghe tôi ngờ ngợ rồi. Anh Sang, Sang gì? Sang Anh Đường. Sang Anh Đường là tôi ngờ ngợ rồi. Bởi vì kịch Phú Nhuận làm lễ làm gì đó mời. Không, chị Vân lên nhà em rồi. Bữa đó là làm cho Phi trong cái chương trình hát một cùng cái chương trình yêu. Thi. Rồi lân này. Múa đúng không? Không, đúng em rồi. Dạy cho Phi quýnh trống. Dạy cho Phi múa trống. À, dạ. Hơi gần em hả? Chị em ơi, em chị mối mối. Rồi vậy là yên tâm rồi. Yên tâm cho bên nhà gái. Nhưng mà giờ cuối cùng tôi gặp nó rồi. Giờ tôi phải lo cho nó nữa. Mình muốn tìm người yêu như thế nào? À, chung thủy. Chung thủy. Gì nữa? Hiền. Biết thương gia đình, biết lo gia đình. Vậy thôi ha. Dạ rồi. Bây giờ có cái hình mẫu lý tưởng nào về ngoại hình không? Chứ ông cũng làm văn nghệ rồi, cũng làm nghệ thuật đó, ông muốn gặp nhiều người đẹp đó. Thì giờ sao nè, ông nói nghe coi cái ngoại hình em muốn cái gì nè Sang. Dạ ngoại hình thì dễ thương là được rồi chị. Ừ, dễ thương. Dạ. Mỏng mỉm như chị chịu không? Cười gì? Mà cười, cười một nụ cười rất là ngầm ý là sao? Là sao? Vậy là hỏi không thiệt, muốn rồi cái đó hỏi thiệt. Dạ. Giờ muốn cái người yêu của mình mập hay là ốm nè? Dạ em mập rồi chắc ốm nó dễ thương. Chị thấy em mập rồi đó. Em chồng mập là phải đi với mập. Dạ. Mập đi với ốm rồi cực. Nó có những cái mà nhiều khi là người này mặc cảm, người kia mặc cảm rồi cũng xung đột rồi cái lộn. Dạ. Hai vợ chồng phải đồng thanh đồng thủ, ví dụ vậy đó, hiểu em chưa? Thấy, em thấy anh Lê Tuấn Anh với chị Hồng Vân chưa? Thôi đừng có đem hoàn cảnh gia đình tôi ra. Anh Tuấn Anh ốm mà. Anh đô, anh đô còn... Cái đó là em nói về anh của em cách đây 20 năm nha. Còn bây giờ anh của em với chị là tương đồng. Dạ. Còn em chọn người bạn đời của em theo tiêu chí nào? Dạ. Em. Dạ em chọn người bạn của em thì ảnh hiền chị. Ừ. À, chín chắn. Dạ biết lo cho gia đình. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ thì em ảnh cũng vừa người là, hay là vừa người là được ra anh không? Chỉ cao tầm cỡ 1m6 hay 1m65 là được rồi. Bây giờ em nói tiêu chuẩn bên đây anh thấy hợp lắm á. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với lại bạn đồng nghiệp bên nghề múa lân luôn ạ. À, chào tụi em. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Nguyễn Linh và chào bạn nữ. Em là Trịnh Đức Hoàng, đồng nghiệp bên ban trọng tài Liên Sư Rồng cứ với bạn Sang. Em thấy bạn nữ này với bạn Sang cũng rất là phù hợp. Sang ơi, bạn này tính cách với công việc đồ cũng rất là ok. Có thể để duyên đến với nhau mình nên đến. Một lát hai bạn nên ok với nhau chút xíu. Ok là bấm nút đó phải không? Dạ dạ. Cảm ơn em. Cảm ơn. Rồi còn em đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ và ba đứa em à. Và các bạn đồng nghiệp của em à. À dạ, chào chị. Dạ. Chào MC Quyền Linh và MC Hồng Nhân. Dạ. Tôi là mẹ của Ngọc Lan. Dạ. Được á, dễ thương, hiền. Cho hai đứa có cơ hội cho hai đứa nó đến với nhau nữa. Trời ơi gọn lẹ thôi. Ừ, mẹ nói mà mẹ nháy mắt. Được, ừ. Được hiền. Rồi, cảm ơn cô. Rồi, bây giờ mình kéo rào thôi. Rồi. Cho hai bên gặp mặt ha. Dạ. Bây giờ khoan khoan từ từ nha. Để coi cô đoán em sao. Mở rào. Đó, thấy nguyên con lân rồi đó. Đó, em đoán đi. Người đối diện của em là ai? Cái thái độ đó là thái độ thích hay không thích vậy trời? Thích hay không thích vậy ông? Nó chắc thích. Anh. Ấn tượng à, ha. Anh có món quà gửi tặng cho em. Đây là cái hình ảnh con lân mà nó tượng trưng cho niềm đam mê cũng như là công việc của anh đang theo đuổi. Dạ, dạ cảm ơn anh ạ. À. Dạ, đây là món quà em gửi đến cho anh. À, đây là bánh nhà làm, là bánh bông lan của nhà em làm à. Dạ, cảm ơn em. Bánh này ý nghĩa lắm á. Bánh bông lan đó, ăn đi. Dạ. Ăn lan đi. Ăn bánh bông lan chứ quên. Hai người trò chuyện đi. Dạ trước khi mà chưa có mở rào ra. Dạ. Thì anh trong anh cảm nhận em là người như thế nào, giống như trong suy nghĩ là có đúng với ý của anh hay không á? Lúc mà chưa kéo rào anh nghe giọng nói của em rất là nhẹ nhàng và ấm áp, có vẻ như em là một người dịu dàng. Dạ. Khi mà kéo rào ra rồi em thấy anh rồi em cảm giác như thế nào? Thì em thấy anh cũng là người thiệt tình với lại cũng vui tính. Anh Linh ơi, mình có mấy phút để trò chuyện nha anh Linh. 2 phút. Hôm ấy mình bấm nút luôn đi rồi về mình hẹn tiếp. Chứ 2 phút đâu có đủ đâu.
Dạ đúng rồi anh. Nói nghe nè, mà dạ. Sang là ngoài cái múa lân ra là những tài lẻ của em là gì nữa? Có biết ca hát hay là múa nhảy hay gì không? Dạ em có hát nhưng mà chắc phải hát cao kê chứ. Lúc em run quá em không có thuộc lời chứ. Nhưng mà nếu mà hát mà có gì cổ động anh chút xíu nha. Dạ nếu em thuộc cái lời bài hát đó em sẽ hát cùng anh. Làm vợ anh nhé, anh có đôi bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Là vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối. Buồn vui gian khó, đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì. Và giờ hãy hứa, trọn đời yêu anh nhé. Rồi, bây giờ nè, em nói đi hẹn hò sao đi Sang. Hỏi có nhà bạn gái gần nhà mình không? Dạ, cảm ơn anh là gợi ý của Quyền Linh. Hiện nay nếu mà anh có thể hẹn em đi xem phim hay là uống nước thì anh có thể là đón em ở đâu? Anh có thể đón em ở nhà của em. Em đang sống với ba mẹ của em. Nhà em ở ở quận em mấy? Là ở quận Bình Tân nè. Bình Tân? Dạ đúng. Bình đường gì em? Dạ đường Lê Văn Quế à. À Lê Văn Quế. Gần nơi anh đang giảng dạy múa lân. Trời ơi vậy hợp lý quá. Dạ chắc con cũng xin phép xin đi nói đi xin phép chào bác ạ. À. Xin phép bác là con được hẹn hò với bạn này. Ủa xin liền vậy luôn đó ông xin liền luôn á trời. Xin liền luôn tôi không nghĩ là em tôi nó dạng dĩ vậy luôn á trời. À hỏi coi bác đồng ý không xin gì nữa đem đi. Dạ nãy bác đồng ý rồi anh có chưa? Rồi được đồng ý. Trời dạ. Ơi trời ơi bác đồng ý luôn bác xúc tích quá luôn. Còn quan trọng là cô kia có đồng ý hay không. Bạn ấy cười là đồng ý rồi à. Em chấp nhận đồng ý à. Đồng ý mình bấm nút luôn em bác ơi. Đi trời ơi. Anh hỏi đẹp luôn nha. Anh rồi 3, 2, 1 bấm luôn. Trời ơi lẹ làng. Vậy cho nó gọn luôn. Đẹp luôn á. Chưa bao giờ tôi thấy một cái cuộc mai mối mà nó lẹ làng suôn sẻ như bữa nay. Nó hợp lý như thế. Hãy đưa nắm tay nhau đi. Dạ. Rồi xin phép mẹ tương lai là cho con hung bạn gái con cái. Con xin bác cái cho con được nắm tay và hung bạn nữ con gái của bác. Được. Trời ơi có nhẹ nhàng không đưa cái má lên. Em tên Lại Tuấn Hào, năm nay 30 tuổi, quê quán em ở Tân Phú Đông, Tiền Giang. Nghề nghiệp của em là em xin đọc bài thơ để giới thiệu về công việc của các em cho vị khán giả cùng nghe. Kali Ios Hero, Natri với bạc, cò lo một rồi là quá trị một em ơi. Học đi cho kỹ kẻ rồi phân dân. Mai nhê chì kẽm thủy ngân, oxy đồng thiết cũng cần bari. Cuối cùng thêm chú canxi, quá trị hai đó có ngày nào quên. Bát nhôm hóa trị ba lần, in sâu vào trí khi cần nhớ ngay. Carbon silic chì thiết này đây, hóa trị bốn có ngày nào quên. Sắt cờ rơm đấm rút hay phiền, hai ba lên xuống nhớ liền ngay thôi. Mangan cứng giòn hơn sắt, độc quyền 274 thế à. Nitơ rắc rối nhất đời, 1, 2, 3, 4 khi thời lên 5. Lưu huỳnh lắm lúc chơi khăm, xuống 2 lên 6 khi nằm thứ tư. Phót pho nói đến không dư, nếu ai có hỏi thì rằng 3 năm. Em ơi cố gắng học chăm, bài thơ hóa trị suốt năm cần dùng. Thì qua bài thơ sẽ thể hiện được tính chất và công việc của em. Đó chính là em là giáo viên giảng dạy bộ môn hóa sinh. Trời đúng không? Tưởng làm nghề tiệm vàng. Trời ơi tôi tưởng ông là bác sĩ hóa trị. Thật sự nhưng mà em ơi dạ. Nhờ cái bài thơ của em á mà bên nhà gái bên đây bớt căng thẳng nè. Đây nở nụ cười rồi rất là xinh tươi nha. Dạ. Em dạy được bao nhiêu năm rồi? Dạ em dạy được 5 năm. Dạy ở dưới Tiền Giang luôn hả? Dạ em dạy. Tức là nhà của em phải đi qua con đi qua đò đó. Dạ nhà em phải qua phà Tân Long. Đúng rồi. Thị xã Gò Công. Rồi bây giờ cô gái nè em giới thiệu về mình đi. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào bạn nam bên kia, chào tất cả mọi người. Em tên là Lý Thị Ánh Tuyết, năm nay em 31 tuổi. Hiện em đang là giảng viên tại trường Đại học Cần Thơ. Quê của em là ở Long An. Oh. Long An là em huyện nào em? Dạ, huyện Đức Hòa. Đức Hòa mà giờ em đang dạy với Cần Thơ hả? Dạ, dạ. Em dạy bộ môn gì? Dạ, em dạy Anh Văn. À, Anh Văn. Em có những ưu khuyết điểm gì kể cho đàn gái nghe đi em. Dạ, ưu điểm của em là em hiền, thật thà, sống tình cảm. Đặc biệt chỗ là em đảm đang công việc nhà. Nề nếp của em thì gọn gàng, không biết hút thuốc với uống rượu bia. Chỗ nữa là em không có lăng nhăng gái gú. Dạ, cho nên em mới độc thân tới giờ em mới lên chương trình.
Có khuyết điểm gì không? Dạ em có khuyết điểm cũng hơi nhiều. Thí dụ? Khuyết điểm của em là ví dụ như em nhát gái chứ em không được tự tin, không biết bày tỏ tình cảm như thế nào để bạn đó có thể am hiểu, thể đồng cảm với em. Rồi em cũng hay tự ti về ngoại hình nữa. Chẳng hạn như là ngoại hình của em thì lùn thấp, nhỏ bé ốm, miệng của em thì móm, mắt của em thì bị cận, nhìn hình dáng bên ngoài của em thì nó không được manly cho lắm, cho nên đâm ra em mới ế tới giờ. Trời em tả không ai muốn lấy em luôn. Thiệt luôn á, ông tự ông dìm hàng ổng tới cái mức mà thiệt. Như vậy. Dạ cái đó chị Hồng Vân, đó là bản chất thật thà của em đó chị Hồng Vân. Không có tới mức gì đâu ông ơi. Ông nói thiệt tôi muốn bỏ nghề làm mai luôn á, thật sự luôn à. Trời ơi. Không có đâu. Trời đất ơi, nhìn cũng trời ơi, dạ. giả dối dễ sợ luôn á. Em nghe cái bạn đó bạn nói về bản thân mình, em hình dung cái bạn đó bên đây sao? Em cũng chỉ chú trọng vào cái anh nói là anh thật thà là được, còn mấy phần còn lại nghe thì rất là vui. Trời ơi. Chị ngồi bên đây mà chị tưởng tượng em giới thiệu về mình giống mấy ông thầy bói mù mà xem voi á. Thực sự luôn á, hoàn toàn ở đây như vậy nha. Mình tìm hiểu một người đó mình phải thấy người đó thật thà, thấy nó dễ gần gũi hơn. Chỉ có một cái đúng em tự giới thiệu về mình là hơi móm móm xíu thôi. Không, móm duyên. Nhưng mà móm duyên đúng rồi, Vân Tính nói vậy đó, móm duyên. Em thích cái mẫu người bạn gái của em như thế nào? Dạ em thích mẫu người bạn gái của em là cao ráo một tí, sống tình cảm, có trách nhiệm, biết quan tâm, lo lắng đến gia đình. Rồi có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua có một mối tình lúc hồi thời sinh viên. Quen được bao lâu thì chia tay? Dạ quen được 2 năm rưỡi rồi. 2 năm rưỡi mà chia tay? Sao mà uổng vậy? Dạ do lúc trước thì khi mà sắp ra trường thì em chỉ chú tâm đến đi tìm công việc để có công việc ổn định trước. Thì em không có thời gian quan tâm gần gũi với bạn, chỉ có nhắn tin thôi. Là khi mà bạn ra trường thì bạn cũng nhiều về quê nữa, cho nên là về khoảng cách, về hoàn cảnh, về vị trí địa lý nó xa nhau quá. Yêu xa đó, dạ, phải không? Cho nên là càng tình cảm mình nó bị, nó không còn tình cảm sâu đậm nữa. Sau cái đó là bạn không có yêu ai nữa? Dạ từ đó tới giờ sao tự nhiên em mất cảm giác yêu luôn. Mất cảm giác yêu luôn. Dạ, cho nên giờ em thấy cảm giác em thấy cô đơn quá, cảm thấy mình có mình lẻ loi. Nhiều khi mình thi đi với bạn bè, mình thấy bạn mình, bè mình có gia đình, có con, mà nhìn lại mình thấy đơn côi, độc mà độc thân. Cho nên là em lên đây em tìm đến chương trình. Tìm một nửa yêu thương của mình. Dễ cưng quá à. Cao mét mấy vậy? Dạ em cao mét 64 ạ. 64 hả? Giờ dài Cần Thơ luôn. Dạ. Em mong muốn tìm một người yêu thế nào? Dạ em thì chỉ suy nghĩ là nếu mà tìm được một bạn nam có thể nào mà chia sẻ những cái vui buồn trong cuộc sống và hiểu nhau được là ổn. Vậy thì đơn giản quá. Dạ. Nhưng mà nãy giờ em ngồi em nghe bạn bên đây tâm sự thì em có cảm thấy là ý cái đó có phải là mẫu người của mình hay không? Em nãy giờ em nghe thì em thấy bạn rất là vui tính, ấn tượng ban đầu thì rất là tốt. Cái điểm mạnh của em là cái gì? Dạ em có điểm mạnh là nói chung là em làm việc sắp xếp rất là có kế hoạch. Và em có khả năng chịu được áp lực cao. Ngoài ra thì thứ nào đó cũng biết chút chút, rất là ham học hỏi, ví dụ như là em học võ chẳng hạn, hoặc là em cái gì học gì võ. Sao tôi nghi rồi. Em có muốn người bạn gái của mình nhìn cứng cáp không? Dạ em cũng nhìn bạn gái cá tính một tí. Học võ em có sợ không? Dạ không. Không phải không? Dạ. Rất là may cho bạn bên kia, em chỉ học võ tự vệ thôi. Là tự vệ chứ không phải học võ tấn công. Dạ. Đúng không? Thôi đỡ rồi, đỡ rồi. Làm nam đi với ai của em gái? Dạ em đi chung với một đại đội luôn. Tại vì gọi là một chiến dịch chống ế. Thấy em cứ đi tới đi lui từ trường về nhà rồi học hành chung, nên là tại trường rồi các bạn sinh viên rất là yêu mến, các bạn lập ra hẳn một chiến dịch. Và kể cái lúc mà em đi casting thì các bạn là qua tại nhà em ngủ luôn. Rồi đang sáng sớm bóc em đi từ Cần Thơ lên trên đây để em chuồn. Nhưng mà là ai đăng ký cho em? Dạ là bạn học sinh của em gửi đơn rồi đăng ký giùm luôn, rồi báo ngày rồi đi lo cái đại đội chống ế này được rồi nha. Tí cưng quá à. Đại đội chống ế này dễ thương á. Dạ rồi rồi đâu rồi, đại đội chống ế đưa tay lên hết coi. Thôi thôi cái gì bây giờ đại diện đàn gái mình phát mời đại diện đàn gái. Ai đại diện đàn gái? Dạ mẹ. À hôm nay đi mẹ hả? Mẹ với em. Dạ. Gái à. Dạ. Dạ, tôi tên Phương, đến từ Long An, là mẹ của anh Tuyết. Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào xin quý vị khán giả có mặt trong trường quay. Chào quý vị khán giả đang xem truyền hình. Chào MC Hồng Vân. Dạ. Chào MC Quyền Linh. Chào cháu trai. Dạ, chào bác. Thì bây giờ hai đứa đến đây thì bác muốn hai đứa có thời gian để kiểu như bấm nút á, rồi để tìm hiểu nhau, nếu được thì tiến tới hôn nhân thì cũng tốt, thì bác muốn vậy. À cảm ơn. Mà để hỏi
Hôm nay thầy đi với ai vậy thầy? Dạ, hôm nay em đi với anh trai và em Út. Ồ, anh trai, chào anh trai. Dạ, em là xin giới thiệu là Lại Tuấn Kiệt, là anh của em Hào. Em xin trân trọng kính chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Chào em. Và quý vị khán giả trong trường quay. Xin chào em Ánh Tuyết. Dạ, chào anh. Thì nãy giờ ngồi dưới này thì cũng cảm thấy là chương trình cũng vui. Và hai em là có những cái điểm chung. Và về phía em Hào thì thấy em Tuyết có những cái tiêu chuẩn mà đúng như là trong khi mà đăng ký tham dự của chương trình. Thì về mặt ngoại hình cũng như là về mặt công việc, và trong em là có một cái sự cứng cáp trong đó, nhưng mà cũng toát ra một cái có một cái sự hài hài ở trong đó, khôi hài về cái nguyên một cái đại đội của bên em. Phải đằng, sau lưng á, đằng sau lưng á, ngồi ngay sau lưng á. Bên đây. Chà, nãy giờ có phục kích. Đó, đúng rồi đó. Bên ta có giặc á. Vâng, thì cũng rất mong là đến đây chương trình đây cũng là cái duyên, thì với sự xe duyên của anh Quyền Linh và chị Hồng Vân, thì hy vọng là các em sẽ cùng nhau nhấn nút. Và sau này về đó, anh sẽ đảm bảo cho hai em, trong trường hợp có chuyện gì xảy ra thì em Hào nói tiếng Việt, còn em Anh Tuyết nói tiếng Anh, là đảm bảo nhà im cửa ấm. Đúng rồi, đúng rồi. Vâng, xin cái này hay nè. Rồi, hai bên đã góp ý kiến rồi, bây giờ mở rào cho cô giáo với thầy giáo gặp nhau đi. Cô giáo với thầy giáo mở nha. Mở rào. Bắt đầu đi thầy giáo. Không gian này của chúng ta đó. Dạ em nhận trước đi rồi em trao sau. Đến chương trình hôm nay thì anh có món quà đã tặng đến em, tức là cầu bưởi vừa đủ xài. Hy vọng thì tình cảm anh dành cho em nó sẽ ngọt ngào như những quả trái cây này. Nói nghe nè, em nói lợi giùm đi. Em nói lợi đi, người ta là cầu dừa đủ xài thôi, còn em cái chữ bưởi trước là em muốn cái bưởi gì? Cầu mỗi người ta có nhu cầu xài khác nhau. Em cầu cái gì? Bưởi gì? Mỗi người ta có nhu cầu khác nhau. Thì... có người ta là cầu dừa đủ xài, còn bây giờ nó cầu bưởi vừa đủ xài. Thì đó, bưởi năm bưởi rồi hay là bưởi năm rồi. Đủ xài không? Giờ thấy đủ xài chưa? Đủ rồi đúng không? Trời ơi. Để đến với chương trình ngày hôm nay thì em có vẽ một bức tranh để tặng anh. Anh cũng mừng. Em tự vẽ hả? Dạ em tự vẽ. Ồ, đẹp quá. Lần đầu tiên gặp em có thấy anh thế nào? Thì em thấy anh cũng vui vẻ, hài hước rồi. Dạ, cái vụ mà cầu bữa vừa đủ xài em thấy nó ấn tượng. Thấy vui rồi đó, đúng không? Vui quá, vui rồi. Nhưng mà chính thức hẹn hò thì theo em thì khoảng thời gian bao lâu thì chúng ta có thể tiến tới hôn nhân? Hỏi liền luôn kìa Linh, hỏi hôn nhân liền luôn kìa. Dạ, em nghĩ là khoảng 1-2 năm nữa. Nếu mà mình có hẹn hò với nhau thì thời gian tìm hiểu khoảng 1-2 năm là đủ rồi. Trời ơi, anh thấy từ 6 tháng đến 5 được em. Đó. Anh thấy anh cũng lớn tuổi rồi, mất cha già con muộn nữa. À, đúng rồi, đâu cái bàn chống ế đâu rồi. Lên tiếng đi chứ. Cái bàn chống ế thấy cái người đàn ông này được không nè? Được đúng không? Gật đầu không kìa thấy dạ, chưa? Theo ban tư vấn chắc đã còn 1 năm là được rồi. Nói chung thì anh với em đến đây cũng là một cái duyên. Thì dạ, hy vọng qua chương trình này em phải cho anh một cái cơ hội để chúng ta có thể tiến tới xa nhau hơn nữa. Xa nhau hơn nữa này. Nếu hết sức có thể. Thì khi gặp lại chồng quá. Dụ như từ 6 tháng đến 1 năm trong quá trình tìm hiểu thì anh thấy cũng được. Bây giờ mình nói lại cái câu xa nhau hơn có thể nè. Chúng ta có cơ hội xa nhau thêm hơn nữa là sao? Ta có thể tiến tới gần nhau hơn. Gần nhau hơn nữa. Nếu hết sức có thể. Ừ, nói sao mà từ xa hơn nhau có thể. Hẹn hò sao đó? Đó. Ví dụ như em một tuần thì chúng ta có thể, hoặc một tháng thì em thấy chúng ta hẹn hò ta. Em thấy nhờ em rảnh những thời gian nào. Nếu mà em có rảnh em sắp xếp á, anh sẽ chạy lên để thăm em. Dạ, dạ. Em cảm có thể mời em đi uống cà phê hay là đi uống hát hay hò vậy đó. Em thì thích chơi thể thao, anh biết chơi thể thao không? Anh cũng ít, chẳng hạn như là hít đất hoặc là tập tạ tay hay gì đó thì anh có. Dạ. Tại vì anh mắt anh thì cũng cận, cho nên là bóng đá hay những cái gì đó mà nó liên quan đến mắt nhiều quá thì anh cũng hạn chế. Dạ. Sao anh không đeo mắt kiến anh? Rồi thường, mắt thường. Anh nheo nheo hấp hiêm dạ, hoài. Thôi em làm công việc em mới đeo kính được chị Hồng Vân. Đẹp mà, đeo mắt kiến nhìn anh rất là đẹp. Em nhìn em thư sinh không anh? Quá thư sinh. Được đó, mà. Đó nhìn kỹ đi vậy mới nhìn kỹ được cái đối tượng của mình chứ. Đó em thử em biểu diễn vài cái võ tự vệ của em cho bạn trai em yên tâm coi. Em thật ra là không có biểu diễn mà chỉ khi nào người ta đụng tới mình. Ví dụ là ở đây đứng lên coi.
em tới em đụng ra thì sao? Nếu như anh cầm tay em nghe thầy thì có thể em làm một số động tác để thử thử đi, làm thử thôi. Dạ, cầm chắc vào anh. Cầm chắc vô. Chẳng hạn vậy, nói chung là em chỉ chạy thôi. Vậy thôi đó hả? Chạy thôi hả? Em còn cái thế nào? Em còn một cái thế nào khác không? Cái thế này chị không học chị cũng biết luôn á. Ừ. Đi học giỏi gì kỳ thế. Em sợ đánh hồi cánh chạy luôn. Bây giờ hai bạn nắm tay nhau, nhìn đối diện nhau. Hai tay luôn, tay bên kia. Đó, à, nãy giờ các bạn đã nói chuyện rồi. Nắm tay để truyền cảm xúc của hai đến với nhau. Nhìn thẳng vào nhau. Các bạn có thể hát một bài nào đó để ta cảm nhận cái luồng điện từ người này qua người kia thế nào, để chúng ta có thể quyết định nó không có sai nha. Anh không thuộc bài nào em à? Anh không có thuộc bài hát mà xong đôi. Dạ, vậy anh hát được gì anh hát. Nhìn thẳng mắt nhau, đừng nhìn đi đâu hết. Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi. Dù đời thay đổi nhưng trái tim anh nguyện chung tình. Người có biết khi xa em trong lòng nhớ thương đêm từng đêm. Cầu mong sao cho chúng ta không rời xa nữa. Dạ hết rồi. Đáp lại em, đáp lại liền em. Dạ em thì hát không được hay lắm nhưng mà sao? Ok em hát một phút thôi. Love in your eyes, sitting silent by my side, going on, holding hands, walking through the night. Hold me up, hold me tight, lift me up to touch the sky, teaching me to love with heart, helping me open my mind. I can fly, I'm proud that I can fly, to give the best of mine, till the end of the time. Believe me, I can fly, I'm proud that I can fly, to give the best of mine, the heaven in the sky. Hiện nay em thấy thế nào, cứ nói cho cô ấy biết. Em nhìn thấy tay em mềm mại, ấm áp, nó chạy xuyên qua tim em luôn. Thì xuyên qua tim luôn rồi. Yeah. Tôi bấm cho rồi đi là có tới xuyên qua tim luôn rồi. Chúng ta để tay vào nút bấm, kiểm tra lại con tim mình đi các bạn, xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Suy nghĩ cho kỹ nha. Bấm nút là trao duyên, bấm nút là chúng ta đang nghĩ về tương lai, nghĩ về hạnh phúc, không phải bấm vì bất kỳ điều gì các bạn nha. Chuẩn bị 3, 2 và 1. Hết thời gian. Oh. Thật sự là một sự nghiêm túc. Chúc mừng các bạn. Nút. Nhưng mà mình chắc được người đó yêu mình không? Hay là chỉ là thấy mình ok khá giả mới yêu mình? Có chắc là khi mà anh nói như vậy thì bạn gái tin không? Đúng không? Có người này thì cũng sẽ có người khác. Có người này người kia nhưng mà nó cũng ảnh hưởng một phần, đúng không? Giống như cái đó là cái mục tiêu của mình. Mình lo mình cái mục tiêu của nó từ nay trong tương lai của mình. Nhưng mà ý là mình không có công khai. Tương lai của anh, hiện tại anh có bao nhiêu trong tiền trong tài khoản rồi? Và anh định bao nhiêu lâu nữa thì anh sẽ kết hôn? Kết hôn thì anh dự kiến là trong 1-2 năm tới. Ừ, anh có bao nhiêu tiền rồi? Ví dụ như bạn gái cần một cái gì công việc ổn định. Bạn gái thì như thế nào? Thì công việc ổn định thì anh nói là anh đi làm nhân viên văn phòng. Ồ, đó cái đó cũng ổn rồi. Không thì anh sắp tới anh cũng đang đi làm nhân viên phòng mà anh cũng đang tính đi làm mà. Vậy anh đi làm đi, khi nào mà anh đi làm, anh đi làm được giấy xác nhận công việc là thì bên tụi em mới được phép đi làm nữa. Mà anh cứ nói đi. Rồi anh hát được không? Hát được chắc không. Không được luôn. Ngoài mẫu người bạn gái thì sao? Bình thường thôi. Bình thường sao tụi em nghe coi. Thì bình thường đi. Người phụ nữ chắc không thích xăm hình. Không thích hút thuốc. Không thích uống rượu luôn. Uống chút thôi cũng được. Chả có gì nữa ta. Không nhớ hết. Quê quán bạn gái, tuổi tác bạn gái. Tuổi nha. Nếu bằng tuổi thì còn tốt thì tốt, cũng ok. Bằng tuổi mà nhỏ hơn tháng. Bây giờ tôi biết bằng tuổi rồi, còn nhỏ hay là bằng tuổi nhỏ hơn tháng là sao? Giống như mình tháng 7 thì bạn đó tháng 4 hay tháng 7, tháng 10 đi. Mình tháng 7, hả?
đi phong thủy. Đúng rồi. Với lại bằng tuổi mà ủa gì làm ghét là bây giờ bà, mình muốn chọn bằng tuổi hơn được không? Bằng tuổi mà nhỏ hơn tháng. Bằng tuổi anh 6 tuổi rồi. Nhỏ hơn tháng. Nhỏ hơn tháng. Nhỏ hơn tháng rồi. Thì thôi đúng không? Rồi em cảm ơn anh Quang. Thì trong vòng tuần này hoặc tuần sau, nếu như anh đọc vô vòng 2 của chương trình bạn muốn hẹn hò, thì bên ekip của tụi em sẽ gọi anh đến. Hẹn anh giờ thì anh đến giúp em. Còn nếu như không nhận được bất kỳ email rồi, cảm ơn anh. Là này cũng mấy vòng nữa hả? Vòng 1 cảm ơn chương trình tạo cơ hội cho em vòng 1 được tư vấn và nói chuyện với biên tập này. Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn người tiếp theo. Chị tên là Đỗ Thị Loan, chị sinh năm 1984. Sở thích của chị là đi du lịch, rồi thích nấu ăn. Chị đã ly hôn và hiện đang sống với con trai 9 tuổi. Lý do tại sao ly hôn vậy? Do hai vợ chồng sống cũng không hạnh phúc. Chồng chị thì tánh cũng trẻ con hay giận, chuyện lớn cũng giận, chuyện nhỏ cũng giận, mà có khi giận cả tháng trời hai chồng không nói chuyện. Và chồng thì trong thời gian giận đó thì ngủ riêng, ngủ với mẹ chồng á. Sau một thời gian thì cũng làm lành, chị cũng xuống nước làm lành vài lần, nhưng mà trong quá trình sống thì thấy cũng không có hạnh phúc gì nên chị chia tay. Bốn năm em, từ 2008 tới 2012. Hầu như là không em. Công việc của chị là nhân viên kinh doanh bên công ty may áo thun đồng phục cho các công ty em. Sống ở phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Đúng rồi. Ly hôn, kết hôn 2008 tới 2012 là ly hôn. Cũng có nói chung là cũng ráng, cũng cố gắng tìm, nhưng mà hầu như là trong công ty môi trường hay toàn là những người mấy anh có gia đình hoặc là chưa có thì toàn là nhỏ hơn chị toàn chục tuổi trở xuống. Cho nên là cũng chưa có kiếm được đối tượng. Có công việc và cái thu nhập thì phải ổn định. Là khoảng 15 tới 20 trở lên là được rồi. Ngoại hình thì khoảng cao hơn chị là được, chị 1m6 thì cao hơn là được trở lên. Tuổi tác thì chị 37 thì khoảng 37 trở lên tới 50, hoặc nếu nhỏ hơn thì chừng 2 tuổi 35 cũng được. Cũng được em, mà công tác ở Hồ Chí Minh là được. Đúng rồi. Anh lại từ ly hôn cũng nuôi con.
từng ly hôn thì đồng ý, tại vì mình cũng hoàn cảnh như họ thôi. Nhưng mà nếu con đang nuôi con thì càng tốt, tại vì chị nghĩ như nè, khi mà người đàn ông người ta dành quyền nuôi con thì người ta rất là thương con, người ta mới dành quyền nuôi con. Cái thứ hai là người ta cũng có một cái nền kinh tế tương đối ổn định thì người ta mới dành. Cái thứ ba là khi mà có mình sống chung với nhau thì con chị hoặc là con anh thì nó sẽ dễ hòa hợp, nó dễ sống hơn khi mà sống chung. Không thích đàn ông thì tính nhỏ nhen quá, với lại kiểu tính tính đàn bà chứ không thích. Nói chung là phải phóng khoáng một chút. Thương nhớ đông đầy trong lòng này.
Hello Giang, xin chào tất cả mọi người nha. Có phải vậy không chị? Ừ, bình thường, mình cứ giới thiệu bản thân mình bình thường đi. Giang xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay Giang đến với chương trình hôm nay, Giang xin tự giới thiệu tên của mình. Tên của mình là thật là Nguyễn Văn Trường Giang, quê quán là ở Bến Tre nha mọi người. Thì Giang có đặc điểm, Giang có sở thích nghề nghiệp của Giang là nấu ăn nha mọi người. Rồi, địa chỉ hiện tại của anh thì anh thấy trong đây là ghi ở Bình Dương. Dạ đúng rồi, hiện tại Giang làm việc ở Bình Dương, ở Thủ Dương 1, tỉnh Bình Dương. Nấu ăn là anh làm đầu bếp hay dạ, là bếp chủ hay cái gì trong đó? Dạ em làm bếp phó cho nhà hàng. Nhà hàng nào anh? Nhà hàng Năm Lửa chị.
Thì điểm mạnh của Giang thì Giang nấu ăn thì kinh nghiệm cũng 14 năm trong nghề nấu ăn thì đa số mọi người khen cũng rất là ngon. Điểm yếu của Giang thì Giang sợ độ cao luôn mọi người, sợ độ cao. Thì Giang muốn Giang rất là vui vẻ, hòa đồng trong công việc. Sở thích của Giang là thích đi khám phá và đi du lịch nha mọi người, đi ủng hộ những người nghèo. Anh có sở trường gì không? Ca hát, nhảy múa gì đó? Dạ không, em thích thể thao, em thích tập gym hay gì. Có biết hát không? Ca hát thì em dở lắm. Dở cỡ nào? Ca thử một đoạn cho em được không? Mình thử đi, tức thôi. Tại vì nó không biết ca, nó không biết ca đó. Đâu, thử ra thử đi, để em coi dở cỡ nào. Này người yêu dấu hỡi, chờ đôi thay lòng nhé, để tin ta sẽ mãi lưu dấu trong đời. Nhớ thương em người ơi, mắt máu yêu kiều, nơi đây vắng em anh mù. Như vậy, đúng không? Rồi, về nhược điểm của anh là sợ độ cao thôi, có nhược điểm gì nữa không? Dạ em chỉ sợ độ cao thôi. Rồi, tình trường của anh như thế nào? Dạ. Tình trường của anh như thế nào? Tình đương thì hồi đó giờ em muốn trải qua hai mối tình. Mối tình năm lớp 11 thì cũng đi học thì lớp 11 cũng đó em nghỉ học á. Do mẹ bệnh nghỉ học đi làm kiếm tiền. Cô đó còn đi học. Thì cũng em cũng có yêu rồi, cũng chờ đợi cô ấy đến lúc cô ra trường á. Xong rồi cô thì em đó đã có người khác nên thì cũng nói với em là thôi đi tìm người yêu khác đi. Thì tới đó thì lúc đó thì cũng hai đứa thì em cũng chú tâm về công việc cũng nghề của em á, nghề bếp á. Tại nghề bếp của em mà làm nó là bán toàn thời gian á chị, 12 tiếng, 11, 12 tiếng làm nghề bếp là nó thời gian với phần mình cũng quay quanh trong bếp á, mình không được đi ra ngoài nên mình không tiếp xúc được nhiều người á, nhiều người con gái mình không yêu được. Thì mối tình thứ hai của em là cũng yêu mối tình đầu cô đó ở gần nhà, mối tình thứ hai cô đó ngoài Đắk Lắk á, thì cũng yêu nhau cũng được một năm á. Cô đó cũng bán quần áo ngoài chợ cũng gần chỗ Giang làm ở Thủy Một Tĩnh Dương. Thì yêu nhau một năm thì cũng Tết mùng hai Tết cũng ra nhà, hai người cũng hứa hẹn rồi thì gia đình bao đó cũng hứa hẹn kêu ba mẹ em ra đó để nói chuyện rồi á, thì em cũng mừng hết biết luôn, quá trời mừng luôn. Xong về cái nói với mẹ rồi này nọ rồi ra ngoài cưới vợ cho con này kia, cái xong về cũng có nói vậy, cha mẹ cũng mừng, cũng chuẩn bị nói hết tháng 3, tháng 4 này nè cũng như đầu năm đi ra ngoài. Mà trong khi đó em cũng vừa làm ngày cũng nhắn một vài ba tin nhắn được vậy đó, cầm mic lên cho em đấy. Làm cũng nhắn được vài ba cái tin nhắn vậy chứ cũng không phải là em không quan tâm điều, tại vì công việc á là cái làm nghề bếp nó áp lực, mình không sử dụng điện thoại trong giờ làm việc á, thì không biết sao cứ một hai tháng cái lướt lướt Facebook là thấy cô ấy mặc áo cưới xong luôn, thì cũng có điện thoại ra đó thì hỏi sao em vậy, nói thì cô đó không nói gì vậy. Xong rồi một hai ngày sau thì ba của cô đó điện thoại nói là giống như thôi vậy, cũng xin lỗi con vậy đó, giờ nó đã có người khác thì bác cũng mong muốn là con mình để của bác vậy đó. Rồi là sao luôn, cái nói vậy chúc mình hạnh phúc vậy thôi, vậy xong rồi tới giờ luôn. Từ năm em 25 tuổi từ đó tới giờ là em chỉ có biết lo làm. Vậy là 6 năm rồi. Dạ. Vậy là 6 năm anh không tìm hiểu ai luôn hả? Dạ không phải, nên riêng làm kiếm tiền về gia đình chơi với bạn bè, chứ cũng có đam mê quay video rồi vlog các kiểu ấy, cũng hay với nhau vui một mình, thời gian rảnh hay đi quay. Có cái kênh riêng của mình không? Dạ có. Kênh mình tên gì? Em mới